hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen mùa 8. Mọi người đã hòa theo với cái tiết mục của em, chúc mừng em đã có một tiết mục tuyệt vời nha. Đây là một tiết mục nữa thành công của em. Vậy là em sẽ là một đối thủ rất đáng gờm của cái mùa Gương Mặt Thân Quen năm nay. Em ngoáy ngoáy cái mông này nè, trời ơi cái dòng ba của em nó quyến rũ vô cùng tận nha. Thích mùa này luôn á, tại vì từng cái tiết mục á được đầu tư rất là kỹ. Nói thật với các bạn luôn là anh đang bắt đầu trở thành fan của Blackpink. Hóa ra con bé nó dễ thương, nó quyến rũ thiệt. 안녕하세요, Blackpink입니다. Đập nguyên cái bánh vào mặt của chú rể rồi ra xoa cái bánh đấy vào cái hình cưới, thấy cũng dữ dằn đấy, chứng tỏ là nhập vai rất ghê. Người đấy hôm nay mới là người nên nhận giải thưởng.